Đối với xin chào khán giả của VTV. Sau đây là những tin đáng chú ý trong ngày Hội đồng giám sát Orange County chống luật tiểu bang an toàn của California bị chống đối dữ dội. Hội đồng giám sát Orange County hủy quyết định tạm trú cho người vô gia cư tại ba thành phố ở vai Huntington Beach và là Và có một chiếc xe GMC đời 2003 rớt xuống biển ở phía bắc California làm 5 người chết trong đó hai phụ nữ và ba trẻ em. Thưa quý vị, ngày thứ ba vừa qua là ngày đặc biệt với Hội đồng Giám sát Oan Cao Tây, Họ phải bỏ phiếu hai chuyện. Chuyện thứ nhất là họ bỏ phiếu 4-0. Có 5 người, nhưng tại sao 4-0? Bởi vì Giám sát viên đô đổ Chủ tịch Hội đồng Giám sát đi xa, không có một, trong cuộc họp. Ban đầu họ bỏ 3-0, sau đó Giám sát viên bây giờ thêm phiếu vào là 4 zero Chống lại cái đạo luật SB 54 gọi là Tiểu bang An toàn California. Cái luật này mới được thông qua đây. Chống lại với luật liên bang thì tiểu bang an toàn có nghĩa là gì? luật này cấm các cơ quan công lực và chính quyền địa phương hợp tác với chức, giới chức liên bang trong việc truy lùng và bắt di dân bất pháp ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt thì tuần trước thành phố nhỏ thứ nhì của Orange County đó là Los Alamitos cũng đã bỏ phiếu chống lại luật này sau đó hội đồng thành phố Joe cũng bỏ phiếu chống và ngày hôm thứ ba rồi là tới Orange County mà hồi đầu tháng tôi nhớ bộ tư pháp Hoa Kỳ cũng đã nộp đơn kiện California về cái luật mà an toàn à, thì ngày hôm qua hội đồng giám sát ông bỏ phiếu chống cái này điều đó nghĩa là họ sẽ có thể trong những cái tới sẽ cùng với bộ tư pháp Mỹ kiện lại tiểu bang California à, bởi vì họ cho rằng như vậy nó không an toàn cho người dân và chính sách di trú là chết của liên bang tiểu bang không được siêu vô thì hai bên đang đợi tòa như thế nào chúng ta sẽ chờ xem thì cũng trong ngày hôm qua thì hội đồng giám sát Orange hồi tuần trước họ bỏ phiếu thiết lập ba cái khu tạm cư ở tại ba thành phố ở vai Huntington mà là Nigel để giải quyết cái số người vô gia cư. Hiện nay Oncalty có khoảng 5.000 người vô gia cư. Họ ở khắp nơi. Đặc biệt có 700 người sống trên cái lòng một sông Santana River. Nó trở thành cái nơi mà mọi người đều khó chịu. Thì hôm trước, Hội đồng Giám sát, Quận Cam cũng như các thành phố ra cái luật bảo mấy ông phải đi, không đi tôi bắt. Thì những người vô gia cư họ kiện lên tòa liên bang thì cũng tránh án David Carter bảo không. Mấy anh không được làm vậy, mấy anh phải kiếm chỗ cho người ta ở, mấy anh có tiền thì Orange County hội đồng giám sát mới bỏ phiếu là định cho 200 người ở tại ở tại ở vai 100 người ở hơn tôi biết 100 người là là Guadalajara bị dân chúng chống qua ngày hôm qua riêng ở vai không 22 chiếc xe bus chở 1.200 người lên chống à, bảo là nhà chúng tôi mua đây cả triệu chúng tôi chọn trường cho chúng con chúng tôi học đây là tốt nhất yên bình đẹp đẽ chúng tôi không muốn người vô nhập cư vô đây làm ô ấy thành phố à, Laguna cũng là một cộng đồng giàu có hơn biết cũng giàu có ở vài giàu có ba 4 nhà giàu họ tức họ nói thẳng luôn tôi không cần biết đây không phải là chuyện chúng tôi quy giải quyết là quy không thể đem những người này vô trong cái khu chúng tôi là làm nhà chúng tôi xuống giá làm chúng tôi bất ổn chống dữ quá ngày hôm qua hội đồng giám sát Orange Sợ quá, bây giờ bỏ phiếu, rút lại quyết định đó. À, cũng 4-0 luôn, rút lại thì bây giờ lại phải trở lại là bây giờ hội đồng giám sát Orange thì phải đối diện với tránh án Liên bang David Carter phải làm sao giải quyết cái số 700 người này bởi vì không thể nào mà đuổi người ta đi mà không có chỗ, hiện nay 700 người này đang được ở trong một số motel tạm thời trong 30 ngày một người để Orange County kiếm chỗ, mà bây giờ kiếm không ra à mà cái ba chục ngày đó đã hết hạn Đối với một số người thì phải gia hạn thêm mỗi cái này phải chi thêm tiền cho họ ở trong motel để họ đừng có ra ở xong họ ở nữa thì đó là cái chuyện cái vấn nạn của đại công ty trong vấn đề mà người vô gia cư một tin không vui ở tại miền bắc california ngày hôm qua thưa hội cảnh sát tiểu bang california cho biết có hai phụ nữ ở thành phố um, west erlin Westlin là tiểu bang Oregon lái xe chiếc xe GMC đời 2003 chở thêm ba đứa nhỏ đang đi trên Pacific Coast Highway đi về hướng hướng, hướng nam. Bởi số hai quay là con đường dọc bờ biển California rất đẹp. Thì đi đến một cái khu đó có cái cái ba đứa chống họ tấp vô để chắc để ngắm cảnh sao không biết tấp vô sao xe lao ba 30 mét từ trên rớt xuống dưới. Cái xe rớt vào cái mỏng đá ở dưới nên là chết năm người luôn. Bây giờ người ta đang điều tra vì sao mà um, xe không thắng lại được hay là thắng mà có thể đất nó trôi luôn hay là họ chạy nhanh quá tấp vô chúng ta không biết cảnh sát cho biết là năm người bị thiệt mạng đó tin không vui cho cái vùng miền Bắc California và chuyện này xảy ra ở gần thành phố Mendocino ở Bắc California cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi phần tin về Việt TV hôm nay chúng tôi xin hẹn quý vị vào những trình kỳ tới.